Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm tổ chức cuộc họp gồm các giám đốc công an 63 tỉnh thành đề cử Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an như thế nào. Ngày 31 tháng 5, nhà báo Hiếu Bá Linh đưa tin để triệu tập các giám đốc công an của 63 tỉnh thành cả nước về Hà Nội một cách danh chính ngôn thuận, không gây nghi ngờ đối với Trung ương, một hội nghị mang tên Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 chỉ thị Trung ương của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội. Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Khách mời tham gia hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 chỉ thị Trung ương của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, có khả năng cũng tham gia hội nghị thứ hai vào buổi chiều cùng ngày. Về phía ban tổ chức, Đảng ủy Công an Trung ương có Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là hai Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành hoạt động của Bộ Công an chủ trì hội nghị. Ba ủy viên thường trực trong Đảng ủy Công an Trung ương đã không có mặt trong hội nghị, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm. Tham dự hội nghị còn có hai khách mời đến từ Trung ương, Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương và Nguyễn Văn Định, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban tổ chức Trung ương. Ông Nguyễn Văn Định, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban tổ chức Trung ương. Khách mời thứ hai tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 chỉ thị Trung ương của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, có khả năng cũng tham gia hội nghị thứ hai vào buổi chiều cùng ngày. Thật sự, hội nghị trên chỉ là một tấm bình phong che giấu mục đích chính. Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức chiều cùng ngày 28 tháng 5 tại cùng một địa điểm. Trong hội nghị này, các cán bộ công an chủ chốt, trong đó có 63 giám đốc công an của các tỉnh thành cả nước đã bỏ phiếu đề cử Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Tô Lâm. Hội nghị gửi kết quả này, tức là đề cử Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, lên Bộ Chính trị quyết định. Ngoài ra, hội nghị cũng gửi đề nghị bầu bổ sung Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị. Mục đích thực sự của việc triệu tập 63 giám đốc công an tỉnh thành, hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Rất có thể hai khách mời đến từ Trung ương, Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương và Nguyễn Văn Định, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban tổ chức Trung ương cũng tham dự hội nghị buổi chiều này. Tô Lâm tổ chức bài bản như trên, do đó khó mà cáo buộc Tô Lâm tội phản loạn. Mặc dù việc dùng cơ sở cấp dưới, các giám đốc công an của 63 tỉnh thành gây áp lực lên cấp cao nhất là Bộ Chính trị là một việc lần đầu tiên xảy ra trong 79 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ trước đến nay, đối với bất cứ chức vụ bộ trưởng nào cũng không bao giờ có chuyện cơ sở cấp dưới đề xuất nhân sự đưa lên Bộ Chính trị quyết định. Liệu Bộ Chính trị có đồng ý với đề xuất nhân sự của các giám đốc công an 63 tỉnh thành hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Điều này hiện nay cũng có nghĩa là Lương Tam Quang chưa chắc sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Lâm tổ chức cuộc họp gồm các giám đốc công an 63 tỉnh thành để đề cử Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an như thế nào. Doanh nhân Việt Kiều Mỹ bị công an tỉnh An Giang cướp trắng tài sản và tống vào tù. Ngày 30 tháng 5, nhà báo Hiếu Bá Linh đã tổng hợp tin trên từ nhiều nguồn tin. Theo hồ sơ, ngày 2 tháng 3 năm 1988, Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh An Giang do ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phụ trách, đã ký hợp đồng kinh tế hợp tác sản xuất thức ăn gia súc với ông Lâm Hồng Sơn, Việt Kiều Mỹ, sinh năm 1956, khi đó 32 tuổi. Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân lo mặt bằng, pháp lý, riêng ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Hình ảnh doanh nhân Việt Kiều bị cướp tài sản và bắt giam khi về Việt Nam đầu tư kinh doanh. Sau khi thành lập xí nghiệp, Ban Chỉ huy Cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho công an tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động năm 1990,
lãnh đạo công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh, làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập công ty Ancresto. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Để có thêm vốn, ông Sơn đề xuất đến công ty kinh doanh tổng hợp huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vay 200 triệu đồng và được ông Thông, phó giám đốc công an tỉnh An Giang đồng ý. Sau đó, ông Sơn trực tiếp qua Thái Lan bán sắt và mua hàng hóa. Trong thời gian ông Sơn ở Thái Lan thì lãnh đạo ban chỉ huy cảnh sát quyết định đưa ông Bùi Văn Nên làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty Ancresto. Hình ảnh Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Long An tặng hoa cho ông Sơn trong buổi xin lỗi phục hồi danh dự cho ông sau 34 năm hàm oan. Khi tàu chở hàng về, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định giao cho ông Nên bán hết số tài sản nhập khẩu của Ancresto, gồm 8 xe ô tô, 122 xe gắn máy Kawasaki, 101 xe Honda. Ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hóa để giao cho đối tác ở Long An như cam kết. Khi phía công ty kinh doanh tổng hợp Thủ Thừa phát công văn đòi nợ, thì ông Nên và ông Thông xác nhận ông Sơn mạo nhận danh nghĩa công ty để vay tiền sử dụng riêng cá nhân. Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng mua kinh doanh với đối tác ở Long An, thì bất ngờ công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của công ty Ancresto. Ngày 16 tháng 1 năm 1990, cơ quan điều tra cảnh sát nhân dân tỉnh Long An, nay là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lâm Hồng Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh doanh nhân Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình rời phiên tòa kiện chính phủ Việt Nam do bị cướp trắng tài sản, bị bắt oan khi về đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án và công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can và giam ông Sơn 3 tháng. Ngày 16 tháng 5 năm 1990, công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông Sơn vào Ancresto cũng mất hết. Ông Sơn khởi kiện công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại. Ngày 14 tháng 12 năm 1990, ông Sơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang để giải quyết vụ án thì bất ngờ bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ hai với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều tháng điều tra với cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố ông Sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng. Đến tháng 11 năm 1991, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do căn cứ buộc tội không vững chắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Doanh nhân Việt Kiều Mỹ bị công an tỉnh An Giang cướp trắng tài sản và tống vào tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d